rất là rõ. Alo, xin chào các bạn nha. Mình xin tự giới thiệu, mình là bác sĩ Cường tại Thẩm mỹ viện Gan Ho ha. Tất cả các bác sĩ đang ở Thẩm mỹ viện Gan Ho bây giờ cũng khá muộn rồi, nhưng mà nhân là trường hợp của ấy. Chị tên gì hả? Em tên gì hả? Ui. Em tên đầy đủ là gì? Nguyễn Kim Nguyên ha. Nhân trường hợp của bạn Nguyễn Kim Nguyên sau nâng mũi ha, thì bác sĩ muốn chia sẻ các bạn. Bạn Nguyên là nâng mũi S-line cấu trúc nha các bạn. À, bạn Nguyên có mong muốn cái mũi như thế nào à? Tự nhiên. Tự nhiên ha. Bạn Nguyên là một người muốn mong muốn một cái mũi tự nhiên, nên các bạn thấy là bác sĩ làm cho chị Nguyên, bạn Nguyên một cái mũi không hề sưng gì ha, và rất là tự nhiên, không có cao quá nha. Cái mong muốn của chị Nguyên là có một cái mũi rất là tự nhiên ha, và bác sĩ làm cho các chị mũi. Hai cái điều mà các bạn có thể thấy rằng là ngay sau khi nâng mũi thì gần như là mũi không hề sưng ha. Đây là công nghệ mới độc quyền tại Thẩm mỹ viện Gan Ho chúng tôi nha các bạn, không hề sưng gì cả, không hề sưng. Và cho bác sĩ hỏi Nguyên cái là ngay từ đầu làm mũi đến bây giờ thì em có cảm giác đau không? Không đau. Bạn Nguyên không hề đau chút nào hết mà sức khỏe hết sức là ổn định. Em cảm thấy sức khỏe em sao? Bình thường. Rất là thoải mái, rất là bình thường. Cảm ơn em. Đây, các bạn thấy bác sĩ mổ gần xong, vừa xong ha. Và hai lỗ mũi bạn thì rất là đồng đều ha. Lỗ mũi hạt chanh rất là đẹp. Rồi gần như là không có sưng ha. Một trong những điều khác biệt khi mà các bạn chọn thẩm mỹ viện Gan Ho để mà nâng mũi, thứ nhất là ở đây chúng tôi có công nghệ, thứ nhất là không đau trong suốt quá trình phẫu thuật và đến khi các bạn về nhà, cũng như thời gian hậu phẫu thì các bạn không hề cảm giác đau đớn gì cả. Thứ hai là không sưng. Cho nên là bạn, nếu các bạn thường xuyên theo dõi những cái livestream của thẩm mỹ viện thì các bạn sẽ thấy rằng cái mũi chỉ khoảng 4 ngày, 5 ngày, 10 ngày đã rất là đẹp rồi. Không có hề sưng gì cả. Thứ hai là tại thẩm mỹ viện Gan Ho chúng tôi thì tùy theo nhu cầu của khách hàng, nếu các bạn muốn mũi siêu cao thì chúng tôi sẽ làm cho cái mũi bạn cao hết mức có thể. Nếu các bạn đăng ký và muốn một cái mũi hài hòa với khuôn mặt thì chúng tôi cũng có cái mũi để hài hòa với khuôn mặt. Và các bạn muốn đăng ký một làm một cái mũi mà nó thật là tự nhiên thì chúng tôi sẽ làm cho bạn tự nhiên, có nghĩa là chúng tôi có thể nâng mũi theo cái nhu cầu của khách hàng, theo yêu cầu của khách hàng. Và phương pháp nâng mũi chúng tôi thì thứ nhất là không cần phải tiền mê, không cần phải gây mê, chỉ cần gây tê thôi, tại vì phẫu thuật nâng mũi ở tại thẩm mỹ viện Gan Ho thì không hề đau nên không cần phải tiền mê. Thứ hai là xây dựng cho các bạn cái mũi hoàn toàn bằng sụn tự thân ha, nên là cái mũi sau này sau phẫu thuật thứ nhất là bền vững suốt đời, thứ hai rất là tự nhiên, hài hòa với khuôn mặt. Rồi chúng ta có thể nhìn cái mũi của bạn, của em Nguyên ha, trước phẫu thuật như thế nào nhé. Em đặt cái mũi lên cho bác sĩ xem nghiêng cả. Đây, chị Nguyên có cái mũi trước phẫu thuật thì cái mũi này cũng tương đối là cũng được rồi, không phải là thấp lắm ha. Các bạn thấy cái mũi không, nó thấp lắm, tuy nhiên là nó thiếu một cái độ nhô một chút và thiếu độ cao một chút xíu thôi. Để làm cho nó đẹp hơn thì bác sĩ đã làm y theo nguyện vọng của chị, là mình sẽ làm một cái mũi tự nhiên thôi. Ok, còn Nguyên bao nhiêu tuổi còn Nguyên à? 40 tuổi rồi ha. Rồi thì với những cái khách hàng mà thường trên 35 tuổi thì thường hay lựa chọn một cái mũi tự nhiên thôi. Và các bác sĩ cũng có lời khuyên với những khách hàng mà trên 30 tuổi chẳng hạn, thì chúng ta làm một cái mũi đẹp nhưng mà tự nhiên là tốt nhất. Chúng ta không nên làm quá cao,
những cái mũi cao thì thuộc sẽ phù hợp hơn với những bạn trẻ, đặc biệt là những cái bạn mà có cái khuôn mặt tay tay một chút thì mình làm cái mũi tay lên nó sẽ rất là đẹp. Rồi chúng ta một lần nữa ngắm nhìn cái mũi trước và sau của chị Nguyên ha. Đây. Ok, rồi các bạn có thể so sánh ha. Trong suốt quá trình phẫu thuật em cảm giác đau gì không Nguyên? Không có. Đó là ưu điểm lớn nhất các bạn nha. Không hề đau trong suốt quá trình phẫu thuật. Thứ hai là các bạn thấy gần như không sưng gì cả, không sưng chút gì cả. Thì cái mũi này thì chỉ khoảng một tuần tới 10 ngày là rất là đẹp rồi. Rồi xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái buổi live stream của Thẩm mỹ viện Gang Ho. Và xin gặp lại các bạn sau khi mà cái buổi live stream tiếp theo, khi mà chị Nguyên cắt chỉ ha. Ok, xin cảm ơn các bạn nha. Ôi, chút nữa chưa may xong. Nhưng mà chị Nguyên yên tâm rất là đẹp ha. Rất là tự nhiên vô cùng ha. Được rồi, ok. Rồi xin cảm ơn các bạn nha.